Chào cả nhà nha. Hôm nay mình sẽ đến với một cái quán hủ tiếu Nhân Quán, được đánh giá trên Google là 4.2, một trong những quán hủ tiếu mà nổi tiếng nhất nhì ở Sài Gòn hiện tại. Thì một đây là những cái quán mà gọi là có tên tuổi lâu đời ở Sài Gòn á mọi người. Mình thì đi chung với chị mình thì hôm nay thì đi có khoảng giờ, cũng không phải là cái khoảng giờ chính của quán á. Mình đi khoảng 3-4 giờ làm công việc xong rồi ghé quán ăn luôn. Tại vì quán ngon á, mà cũng nổi tiếng ở Sài Gòn như đó, mà mình sẵn mình ghé mình review cho mọi người thấy, mọi người xem. Nếu một ai có dịp ghé Sài Gòn thì ghé vào hủ tiếu Nhân để thưởng thức nha. Con đường này thì lúc nào cũng đông xe cộ, cũng là một trong những tuyến đường chính mà. Nói đến Sài Gòn thì không thể nói như không có thể nhắc đến những món đặc sản như là bánh mì nè, hủ tiếu nè. Hủ tiếu thì nổi tiếng nè, một trong những quán nổi tiếng là hủ tiếu Nhân. Mọi người thấy không, cái bảng giá nước ép cũng giá cũng khá là bình dân chứ không phải là giá cao quá. Hủ tiếu đây thì ok nha, giá cũng không phải rẻ nha, cũng không phải mắc quá, là 90.000 một phần. Thì mọi người, nhưng mà cái hủ tiếu chất lượng cực kỳ nha. Tôm nè, thịt nè là đầy luôn á, một người ăn là sức yếu ăn không nổi luôn, rất là nhiều thịt, rất là nhiều tôm luôn, và tôm to nha, tôm rất là tươi ngon, nước dùng cực kỳ ngon, nước dùng người ta hầm xương á, nghe nó nước dùng nhìn cái tô hủ tiếu là mọi người muốn ăn liền à, nấu với thịt bằm nữa, nó đã ngọt rồi mà có bổ sung thịt bằm nữa, ăn với rau thần ô, với cải, giá hẹ, mấy cái gia vị đi kèm á, gia vị đi kèm thì cực kỳ là hấp dẫn. Nói chung là cái nhìn tô hủ tiếu nè, tô hủ tiếu nè mọi người thấy là mọi người chấm liền ha, 9/10 điểm liền, tại vì giá nó cao thôi, chứ thôi là giá mà thấp, mà tất nhiên là cái tiền nào của nấy rồi, mọi người không thể nào mà thịt nhiều, đồ ăn tươi chất lượng, nước dùng ngon và thịt bằm nữa thì không có giá 3-40 rồi, thì tiền nào của nấy, cộng lại cái phí mặt bằng của quận nhất nữa, một trong những chỗ đắt đỏ nhất ở Sài Gòn ha. Thì cũng ok, lâu lâu mọi người ghé mà ăn. Nhưng mà cái tô hủ tiếu, cái sợi hủ tiếu này nó nhỏ và nó không có bị nở, giống như là những cái loại hủ tiếu mà mình ăn thông thường. Do đó nó cực kỳ ngon. Và nó kiểu như nó không bị ngán á. Chỉ có cái là cái bụng yếu yếu là ăn nổi thôi, còn ngán không ngán đâu. Giờ mà cứ ăn đi ăn lại cái hủ tiếu này là cũng ngon, nhưng mà sợ hết tiền thôi. Hôm nay thì quên đem cái mic theo, do đó mà phải lòng tiếng thôi. Bình thường để mic thì sẽ nói chuyện trực tiếp cho mọi người sẽ ok hơn, để cái âm thanh trực tiếp lúc nào nó cũng hấp dẫn hơn. Nhưng mà thôi, bữa nay lỡ rồi, mọi người thông cảm giúp nha. Ở đây thì có thịt nè, thịt nạc nè, tim nè, gan nè, rồi thịt bằm nè, hai con tôm thật to, trứng cút nè. Nhìn tô tiếu hấp dẫn lắm, tô tiếu cũng nhiều. 122D, cách mạng tháng 8. Cái này mình đang sử dụng, mình thử cái nước dùng trước. Tại vì nói thật ra thì chị mình người về Sài Gòn ăn nhiều, nhưng mình thì cũng ít đang ăn lắm. Nhưng mà mình ăn cái quán này thì ok lắm, rất là ok. Một trong những cái quán trước giờ về hủ tiếu mà mình ăn ngon nhất. Nước dùng cực kỳ ngon nha, ngọt thanh, vị ngọt của thịt á. Ở đây thì người ta nấu nước thịt hầm xương ngọt, rất là ngọt thanh, mà cộng với lại thịt bằm nữa thì khỏi phải bàn cãi rồi, ăn với lại tầng ô nữa, cải nữa, giá hẹ cực kỳ ngon rồi. Mọi người cho vào một ít chanh ha, cho cái vị nó lại đậm đà hơn một xíu, miếng ớt ha, cho nó cay. Cái sa tế nè, tại vì mình bao tử ít ăn sa tế thôi ha. Với lại tỏi xay, ở đây tỏi xay sẵn ha. Đó, chờ vào ở tầng ô, hai tầng ô, rồi hẹ, cho cải vào, cho giá vào, cho giá vào. Thế thì khi mà cho rau vô thì cho cái tô hủ tiếu nó lại càng to hơn nữa. Cái bụng yếu yếu là nhỏ nhỏ lắm, giống như nam thì ăn ok, nữ ăn không có hết đâu nha.
rồi trộn lên, trộn lên. Wow, nhìn cái tô hấp dẫn chưa, nó ngon luôn. Có điều có điều là ngon nhưng phải ăn hết nha. Rồi mời mọi người nha. Mình có đọc tiếng lại nhưng mà bị nó hơi nhỏ quá, mình ghé mình bỏ tiếng luôn, là mình tiếp mình lại cho mọi người ha. Mì ướt ngọt rất là ngọt thanh luôn, ăn cực kỳ ngon. Sợ bún, sợ hủ tiếu nó không có bị nở, sợ hủ tiếu nó nhỏ, sợ hủ tiếu bình thường không bị nở. Vị hủ tiếu rất là cực kỳ ngon, được chưa? Wow, hấp dẫn quá. Thịt rất là nhiều luôn, ngoài ngoài cái thịt sắc lát nè, thịt nạc sắc lát nè, thịt bằm nè, thịt tim nè, ngồi gan nè, tôm nè, trứng cút nè, nhiều lắm. Nói chung là khá là nhiều. Để ông tỏi người ta xay ra, tỏi xay nhuyễn, sa tế, sa tế đó, tương ớt. Và những cái gia vị đó là hầu như quán tự làm á, mọi người thấy không? Mọi người thấy là cái tô chất lượng chưa? Thịt mầm rất là tươi luôn. Rồi. Ăn mà ngon nhưng mà ăn không không hết luôn, ăn không thể luôn, ăn xong rồi lại cứng bụng luôn, rất nhiều luôn. Con tôm to lắm nha, tôm cực kỳ to, mà hai con thật là to như thế, hai ba con chứ. Đó, gan rồi thịt, bà thịt thì sắc lát như thế đấy. Thịt đây khá là tươi ngon. Ở đây là cái đường số 122D, đường Cách Mạng Tháng 8. Mọi người có đi đâu ha, mọi người ghé ủng hộ quán, hoặc là mình ghé thử coi nó thử như thế nào ha. Tuy giá hơi cao nhưng mà ăn chất lượng, cũng nên thử một lần nha. Rồi hẹn gặp mọi người ở những clip sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại.